bắn chết cha mày, cái thứ mà con quan chết chủ, cái thứ này đó nghe, cha mày không dạy mày để ra đường, tao sẽ dạy mày, cái thứ mày đó nghe, cái thứ mà ông nội nó không biết dạy thằng cha nó, để thằng cha nó không biết dạy nó, cha mày, cha mày, cha mày, thằng cha mày. Chửi có mấy câu mà nặng gì. Tôi gặp thằng cha nó nè, tao sẽ xin phép quánh cho thằng cha mày chấn thương sọ não luôn. Cái thứ mà ông nội nó không biết dạy thằng cha nó, để thằng cha nó không biết dạy nó. Tôi gặp thằng cha nó nè, tôi cào nguyên cái bàn thờ dòng họ nhà nó, tôi đổ xuống sông mới vừa bụng tôi. Bình tĩnh, cái này nặng lắm á nha. Mới chửi có mấy câu mà nặng gì. Cái thứ này đó nghe, cha mày.